Đến 5 giờ 30 sáng 13 tháng 8, cơ quan chức năng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trên tầng thượng của tòa nhà C Products trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy xác định diện tích cháy khoảng 100 trên 400 m2, tài sản cháy chủ yếu là bàn ghế và vật dụng khác. Tòa nhà C Products có 4 lầu một trệt một tầng thượng có nhiều quán ăn, cà phê. Trong tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 13 tháng 8, lửa bốc ngùng ngục tại tầng thượng của tòa nhà. Do vị trí cháy trên cao và lửa bùng phát nhanh nên mọi người không kịp ứng cứu, dập lửa tại chỗ. Nhiều tiếng nổ lớn phát ra trong đám cháy, cột khói bốc cao. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh điều khiển xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, xe thang được đưa lên cao phun nước xối xả vào đám cháy ít phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi thương vong về người và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê điều tra